công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô, trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm hệ thống hút bụi cố định trong nhà máy và máy hút bụi di động. Một trong những khách hàng sử dụng hệ thống hút bụi cố định trong nhà máy của chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ Mây. Nhà máy này đã lắp đặt thành công hệ thống hút bụi cố định của chúng tôi để giải quyết vấn đề về bụi trong quá trình sản xuất. Hệ thống hút bụi cố định của chúng tôi được thiết kế để thu gom bụi tại tất cả các vị trí chuyển liệu có phát tán bụi, bao gồm bụi phát sinh trên các đường băng tải, bụi phát sinh từ băng tải vô bồ đài và từ bồ đài qua băng tải. Với 29 quạt hút thổi bụi từ nhiều vị trí khác nhau, hệ thống giúp gom bụi phát tán và đưa về 5 silo lọc bụi. Tại các silo lọc bụi, thông qua các túi rũ bên trên, các luồng không khí sạch được thoát ra bên ngoài, bụi bẩn được giữ lại và thả xuống các bao chứa bên dưới. Các van khóa bên dưới mỗi silo giúp ngăn không khí thoát ra bên ngoài. Điều này giúp môi trường nhà máy luôn được sạch sẽ, bảo đảm sức khỏe cho các công nhân vận hành có một bầu không khí trong lành, nâng cao năng suất làm việc. Với hệ thống hút bụi cố định của chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ Mây đã giảm thiểu được tình trạng bụi trong nhà máy và xung quanh khu vực sản xuất. Đây là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp trong việc duy trì môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ cho nhân viên. Tiếp theo là máy hút bụi di động. Đây là giải pháp tuyệt vời cho các công việc cần di chuyển. Với thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển, máy hút bụi di động có thể được sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau, từ nhà máy sản xuất đến các khu vực cần phải làm sạch. Với khả năng hút bụi hiệu quả và tiện lợi, máy hút bụi di động là một giải pháp lý tưởng cho các công việc cần sự linh hoạt và tiết kiệm thời gian. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những giải pháp tối ưu để đạt được mục tiêu với chi phí hợp lý nhất. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm hút thổi và cân định lượng, bao gồm hệ thống cần cầu vít tải hút thổi các loại nguyên liệu như xi măng, cho bay và hút các loại nông sản như ngô, bã nành, thức ăn. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho các nhà máy xi măng và lò hơi, giúp tăng hiệu suất sản xuất và giảm chi phí vận hành. Hệ thống cân định lượng xi măng, cho bay, nông sản giúp đo lường chính xác lượng nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất. Điều này giúp tăng hiệu suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Máy hút thổi nguyên liệu rời là một giải pháp tiện lợi cho việc vận chuyển các loại nguyên liệu như chấu, lúa, ngô, cà phê, tiêu, mùn cưa, nhựa và bột đá. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp máy hút xả bụi cho các nhà máy. Các máy hút thổi này được thiết kế để hoạt động hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ một cách tận tâm và chuyên nghiệp.